Trong video này, chúng ta cùng tìm hiểu về hoa màu gà trắng. Đây là loài hoa ta thấy mọc hoang ở các đồng ruộng rất nhiều. Để tìm hiểu kỹ hơn về loài hoa này, chúng ta cùng xem nhé. Màu gà trắng là một loài của Ấn Độ du nhập vào nước ta từ lâu. Loài cây này thường hay được trồng làm cảnh vì có dáng hoa đẹp, lại dễ sống. Sau đó người ta còn có thể thu hạt để làm thuốc. 1. Tìm hiểu chung. Tên gọi, danh pháp. Tên tiếng Việt, màu gà trắng. Tên khác, màu gà dại, màu gà đuôi lươn, thanh tương tử, thảo hao. Chảy gôn pẹ, màu cái khao, màu gà đuôi nheo, bông mồng gà trắng, dã kê quan. Tên khoa học, Chelosia argenti. 2. Đặc điểm tự nhiên. Màu gà trắng là một loài thân cỏ, mọc đứng, vào mọi thời gian trong năm. Thân nhãn, mang nhiều nhánh, thông thường cao từ 0,31m, có khi lên đến 2m. Lá đơn, mọc cách, phiến lá nguyên, dài từ 8-10cm, rộng từ 2-4cm, đầu lá nhọn hơn gốc lá. Cây thường ra hoa vào mùa hè và mùa thu. Các hoa không cuống. Màu hồng hoặc trắng tập trung nằm một dãy hoa dài từ 30cm, bao hoa khô sắc và đồng trưởng, quả hộp, bên trong mang nhiều hạt. Các hạt dẹt có đường kính khoảng 1mm, màu đen hoặc nâu đỏ, bóng. Quan sát dưới kính lúc nhận thấy trên bề mặt hạt có những đường vân và một tễ hõm xuống. Vỏ hạt giòn, dễ vỡ, không vị, không mùi. 3. Phân bố, thu hái, chế biến. Đây là một loài có nguồn gốc từ phía đông Ấn Độ, đã du nhập sang nước ta từ lâu. Nhờ có dáng hoa đẹp, cây được trồng rộng khắp cả nước vừa để làm cảnh đồng thời có thể thu hạt làm thuốc. Các tỉnh thành có trồng màu gà trắng như Sơn La, Lai Châu, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hòa Bình, Hà Nội, Ninh Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Đồng Nai, Bình Phước và nhiều nơi khác. Cây được trồng bằng cách gieo hạt vào mùa xuân và thu hạt vào tháng 9, 10. Hạt được thu bằng cách hái hoa về phơi khô, đập lấy hạt rồi lại phơi hạt này lần nữa. Đôi khi hoa cũng được dùng. 4. Bộ phận sử dụng. Bộ phận sử dụng được của màu gà trắng là hạt, ngoài ra còn có thể dùng hoa hoặc toàn cây. 5. Thành phần hóa học. Theo Weme 1929, hạt cây màu gà trắng có chứa chất béo, tinh bột, vitamin PP, kali nitrat. 6. Công dụng. Theo y học cổ truyền, theo đông y, thanh tương tử vị đắng, hơi hàn, vào can kinh. Tác dụng. Khử phong nhiệt. Thanh can hỏa. Làm sáng mắt. Dùng để trị đau mắt do thanh phong nhiệt. Lưu ý, tuyệt đối không dùng cho người có đồng tử giãn rộng. Đây là vị thuốc thuộc nhóm thu liễm, cầm máu, trị tiêu chảy trong xích bạch. Theo y học hiện đại, toàn cây có tác dụng kháng khuẩn, kháng viêm. Hạt dùng điều trị viêm kết mạc cấp tính, viêm giác mạc, viêm sắc tố mắt mạn tính, huyết áp cao, xuất huyết tiêu hóa, ho ra máu, chảy máu cam, xuất huyết tử cung, trĩ, tiêu chảy. Dùng ngoài trị thấp sang, ghẻ, hắc lào. Toàn cây dùng để điều trị lị, viêm đường tiết niệu. Lưu ý, bệnh nhân tăng nhãn áp không được sử dụng dược liệu này.